phải quay không gian nhất là không gian này rồi. Vâng, và vị giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho cô Cát Thị Hồng là cô Nguyễn Thị Minh Mẫn. Đồng chí chồng đang cố lên, cố lên. À, xin chào em và tôi nghĩ là em sẽ rất thích câu hỏi này. Nó rất phù hợp với thực tế. Câu hỏi của em là nếu được biến đổi thành nam giới chỉ trong một ngày, bạn sẽ làm công việc gì? Nếu được chồng một ngày, sẽ làm công việc gì? Đồng chí chồng lắng nghe nhé. Hàn gắn hạnh phúc tốt nhất ạ. Vâng, cuối cùng thì em